Hai bạn. Đấy, rất là fail rồi các bạn. Tít tít. Đấy, bèn nháy. Audio Hi, xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Hyundai Tech Hai Việt Nam. Và như các bạn cũng đã biết thì là game Car Simulator Việt Nam của chúng ta đã chính thức ra mắt trên kệ Google Play. Tuy nhiên thì có nhiều bạn vẫn chưa biết cách tìm game để tải về. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một cách nhanh nhất để tải game này về máy. Đấy là khi ví dụ các bạn đang xem trên kênh YouTube của mình, kênh Hyundai Eton 2 Việt Nam, thì các bạn sẽ kích vào phần này để chúng ta xem mô tả của video. Đây, mình có để link tải tất cả những game của chúng ta lên mô tả của tất cả các video trên kênh Hyundai Eton 2 Việt Nam. Đây, ví dụ mình muốn tải game Car Shooter Việt Nam mới nhất thì mình sẽ kích vào cái đường link này. Đây, nó sẽ chuyển hướng chúng ta đến kệ của Google Play. Đây các bạn chờ một chút, đang chuyển hướng này. Nó sẽ chuyển hướng chúng ta đến kệ của Play. Đấy. Vậy là các bạn đã thấy game Car Simulator Việt Nam chúng ta đã xuất hiện trên kệ của Play khi chúng ta nhấn vào đường link mô tả trên video. Ok, và đến đây thì các bạn có thể tải game về máy bình thường. Và để xem hướng dẫn của cách mua game thì các bạn có thể quay trở lại phần mô tả video. Đây, để mình quay trở lại phần mô tả video để chúng ta xem hướng dẫn tải game. Đây, các bạn kéo xuống phía dưới một đoạn nữa thì các bạn sẽ thấy là tất cả các link hướng dẫn mua game của tất cả các nhà mạng như Viettel này, Vinaphone, Mobifone và Vietnam Mobile. Và đặc biệt có thêm hai phương thức thanh toán mới, đấy là ví điện tử Momo và ví điện tử VTC Pay. Các bạn có thể kích vào từng cái đường link này để các bạn xem hướng dẫn. Chẳng hạn như mình đang dùng SIM Viettel thì mình kích vào đường link của SIM Viettel để chúng ta xem hướng dẫn và làm theo. Và các bạn chú ý cho mình là khi thanh toán qua SIM của tất cả các nhà mạng thì các nhà mạng người ta sẽ tính thêm khoảng 10% phí nhà mạng. Vì thế khi nạp tiền thì các bạn phải nạp thêm cả 10% phí đấy. Chẳng hạn như game Car Simulator Việt Nam của chúng ta là giá là 154.000. Thì các bạn phải nạp thêm khoảng 15.400. Để cho chẵn thì các bạn nạp thêm khoảng 20.000. Vậy là trong SIM các bạn phải có ít nhất là 170.000 thì các bạn mới có thể mua được 170.000 thì các bạn mới có thể mua được game đấy. Ok, nếu bạn nào trong quá trình mua game mà bất gặp bất cứ thắc mắc rắc rối nào mà không giải quyết được thì các bạn có thể nhấn vào Facebook này. Đây, để và chat với mình sẽ hỗ trợ hướng dẫn các bạn. Nhấn luôn trên trang web này các bạn. Các bạn nhấn vào đây. Đấy, mình sẽ hỗ trợ hướng dẫn các bạn trả lời những thắc mắc để hỗ trợ các bạn mua game một cách hoàn hảo nhất. Ok, và mình quay trở lại với phần hướng dẫn mua game, tải game về máy thì đây là cách nhanh nhất để mình giới thiệu cho các bạn có thể tải game vào máy trên CS Play mà các bạn không phải tìm kiếm vất vả. Rồi, và cách thứ hai để mình giới thiệu các bạn, đây là các bạn vào trực tiếp trên Google Play. Đây, các bạn vào kệ CS Play. Như các bạn cũng đã biết thì game Car Simulator Việt Nam chúng ta là một cái game mới. Khi các bạn tìm kiếm với từ khóa là Car Simulator Việt Nam thì có thể sẽ chưa ra kết quả luôn. Bởi vì là game mới nên Google chưa kịp index, nên khi chúng ta tìm với từ khóa Car Simulator thì có thể nó sẽ chưa ra. Vì thế mình sẽ khuyến khích các bạn là nên tìm trực tiếp với từ khóa, các bạn viết nguyên văn như mình như thế này. Viết từ PUB này, 2 chấm này, về chữ Web Technology. Các bạn chú ý cho mình là chữ web, chữ V kép viết hoa. Còn các chữ thác viết thường như thế này, 3 O. Đây, chữ T cũng viết hoa, Technology. Các bạn nhớ viết chính xác cho mình, xong các bạn tìm kiếm này. Đấy, nó sẽ ra được tất cả những game của mình. Đây, chẳng hạn như nó sẽ xuất hiện game Car Simulator Việt Nam chúng ta. Đây, mình kích vào và mình sẽ tải về thôi. Và một cách thứ ba cũng rất là nhanh. Đây, các bạn có thể tìm kiếm bằng tên game cũ của mình. Đấy, chẳng hạn như game Boot Simulator Việt Nam. Đây, đấy. Giờ các bạn kích vào chữ Boot Simulator Việt Nam. Đấy, xong các bạn kích tiếp vào dòng chữ Web Technology. Đấy, rồi. Đấy, các bạn lại thấy game Car Simulator của chúng ta lại xuất hiện. Tìm rất là dễ dàng luôn. Đấy, rất là đơn giản. Mình khuyến khích các bạn sử dụng cái cách đầu tiên là kích vào cái đường link
trong mô tả ở video trên YouTube của mình ở kênh Huy Đại Tài Việt Nam. Cách đấy là nhanh nhất, các bạn chỉ việc kích vào và không phải ấn tìm kiếm gì hết. Ok, và các bạn bây giờ mình sẽ vào game cho các bạn test lại. Hôm trước mình quên chưa giới thiệu các bạn cái tính năng mở khóa Smart Key, và hôm nay mình sẽ vào game để giới thiệu cho các bạn hướng dẫn sử dụng cái tính năng mở khóa Smart Key trong game như thế nào. Ok, bây giờ mình sẽ kích vào nút mở game. 1, 2, 3. Các bạn chờ một chút, game mới đang load. Rồi, ok, đã load thành công, đang tải dữ liệu rồi, rất là tuyệt vời. Wow, phê quá các bạn. Mỗi lần vào game phải nói rất là phê luôn, nghe nhạc này. Rồi, các bạn đã thấy chiếc Toyota Vios đời 2016 chúng ta đã xuất hiện. Và bây giờ mình sẽ kích vào phần là lái xe để chúng ta có thể sử dụng những phần khác thì mình đã giới thiệu rồi. Bây giờ mình sẽ kích vào phần lái xe luôn, để mình giới thiệu cho các bạn cái tính năng mở khóa Smart Key. Hôm trước mình chưa hướng dẫn cho các bạn, mình quên mất. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết tính năng rất là hay ho, thú vị, rất là thực tế này. À, các bạn chú ý cho mình, đối với những bạn mua game bằng máy sử dụng 2 SIM, các bạn đang lắp 2 SIM vào máy mà mua game mà gặp lỗi gì thì các bạn chú ý là tháo hết SIM ra và để lại một cái SIM duy nhất trong máy, lắp vào khe SIM chính số 1. Xong rồi các bạn khởi động lại máy và thực hiện mua lại là sẽ thành công. Đối với những bạn đang dùng 2 SIM trên máy, ok, nếu gặp lỗi. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu các bạn tính năng mở khóa Smart Key. Đây, như các bạn đã biết, một chiếc xe ngoài đời để sử dụng được tính năng mở khóa Smart Key thì chúng ta phải tắt máy đi. Đây, chúng ta sẽ nhấn vào biểu tượng mở rộng nút này. Và chúng ta sử dụng nút tắt Start Top đây. Energy Start Top đây. Chúng ta tắt máy đi. Đấy. Đấy, các bạn nghe thì tiếng máy xe nó tắt, nghe rất là thực tế luôn. Các bạn chờ máy tắt xong rồi thì các bạn nhấn vào cái hình cái khóa này. Đấy các bạn, khi mình tắt máy thì hình cái khóa Smart Key nó xuất hiện trên xe đây, trên giữa con xe đây. Đấy, rồi. Bây giờ mình sẽ nhấn vào cái khóa này để chúng ta khóa con xe lại. Đấy, khi chúng ta xuống xe thì mình nhấn cái khóa này để khóa xe lại giống xe ngoài đời các bạn, gọi là khóa Smart Key. Ok, bây giờ mình sẽ nhấn cho các bạn xem nghe. Khi nhấn thì cái đèn xe nó sẽ nhấp nháy và nó sẽ nghe tiếng tít tít, nghe rất là giống ngoài đời, rất là thực tế, rất là phê luôn. Ok, mình sẽ nhấn này. 1, 2, 3. Đấy, rất là phê luôn các bạn, tít tít. Đấy, đèn nháy nhìn rất là giống ngoài đời luôn. Những bạn nào đã đi xe con rồi chắc chắn sẽ biết tính năng này. Và các bạn thấy một điều rất thú vị là khi chúng ta khóa con xe lại thì tất cả những biểu tượng trên màn hình điều khiển xe nó đều biến mất và chúng ta không thể điều khiển xe được rồi. Nó mang tính tượng trưng cho là chiếc xe của chúng ta đã được khóa rồi, vì thế chúng ta không thể sử dụng được. Mình khóa thì mình cất xe đi và mình đi chơi thôi. Đấy, một tính năng phải nói là rất là thú vị, rất đáng mong chờ, không thể bỏ lỡ được trên game Car Simulator Việt Nam chúng ta. Các bạn hãy nhấn vào đường link ở ngay mô tả video này để chúng ta thể tải game về như ban đầu mình đã giới thiệu rồi. Ok, và khi chúng ta đây các bạn, một mình lại giới thiệu tiếp là khi chúng ta khóa xe rồi thì mình đi thoát game ra ngoài. Đây, ví dụ mình quay trở về menu này hoặc thoát game ra ngoài đấy, thì khi chúng ta quay trở lại game thì chiếc game vẫn chiếc xe vẫn được khóa như bình thường. Đây, mình quay trở lại game này. Đấy, chúng ta đi chơi về rồi, bây giờ mình quay lại con xe của mình. Đấy. Đấy, các bạn thấy chưa, con xe mình vẫn đang ở trạng thái khóa đấy. Phải nói là rất là một cái game Car Simulator Việt Nam rất là thực tế, rất là phê luôn. Đấy, khi mình quay trở về thì con xe vẫn đang được khóa rất là kỹ càng đấy. Bây giờ muốn lên xe chạy thì chúng ta lại phải mở khóa, dùng lôi chìa khóa Smart Key này ra để chúng ta lại mở khóa. Ok, rất là thú vị luôn. Bây giờ mình sẽ kích vào nút khóa Smart Key để chúng ta mở khóa, để chúng ta điều khiển xe. 1, 2, 3. Đấy, các bạn thấy phê không? Rất là giống thực tế. Một cái game phải nói là trên cả tuyệt vời đấy. Đấy, vậy khi chúng ta mở khóa rồi thì tất cả biểu tượng điều khiển xe lại xuất hiện bình thường. Đấy. Nhưng mà tại sao cái khóa Smart Key này chưa biến mất các bạn? Đấy. Các bạn muốn cái khóa Smart Key này biến mất thì các bạn phải nổ máy xe đấy, thì nó sẽ mới tắt đi. Đây, mình sẽ nổ máy cho các bạn xem. 1, 2, 3. Đấy. Các bạn thấy khóa Smart Key đã biến mất rồi. Và bây giờ chúng ta lại có thể điều khiển xe như bình thường. Đấy. Một tính năng phải nói là rất là thú vị luôn. Đấy, để mình lùi xe ra các bạn. Đấy. Thấy chưa? Một tính năng phải nói là trên cả tuyệt vời, không cần gì bằng luôn. Mình lùi xe ra một chút.
Để mình lùi xe ra để cho các bạn xem cái tính năng mở cửa hôm trước mình giới thiệu rồi. Ok. Đây, tính năng mở cửa hôm trước mình giới thiệu rồi đây. Đấy, mở cửa ra nhìn rất là phê luôn. Đóng cửa này. Đấy, tiếng đóng mở cửa nghe rất là êm tai luôn các bạn. Nghe rất là phê luôn. Tính năng mở cốp ở hôm trước mình giới thiệu rồi. Mở cốp này. 1, 2, 3. Đấy, các bạn thấy phê không? Nghe tiếng mở cốp rất là phê luôn. Cũng nghe cái tiếng rầm đóng cốp này. Đấy. Đấy. Rồi. Tính năng gập mở gương chiếu hậu này. Như trong miền Nam gọi là kiếng. Kính hay kiếng gì đấy các bạn. Đây. Đây mình sẽ nhấn cái nút hình cái gương này. Các bạn sẽ thấy cái gương này gập lại. Đấy. Khi chúng ta đi vào những cái đường hẹp hay chúng ta dừng xe, cắt xe thì mình sẽ nhấn vào cái hình cái gương đấy để chúng ta gập xe lại cho gọn. Đây, mở gương này. Đấy, rất là phê luôn. Phải là rất là nhiều tính năng thú vị đang chờ đón các bạn trong game Casuder Việt Nam của chúng ta. Rồi ok, những tính năng khác thì mình đã giới thiệu ở video hôm trước rồi, các bạn có thể tìm lại và xem. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn một số tính năng sở mắt cây hôm trước mình quên cho giới thiệu thôi. Và hướng dẫn các bạn tìm game Casuder Việt Nam chúng ta trên kệ Google Play. Còn bây giờ xin hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Ok.